Fansipan, yeah. Hy vọng đẹp nha. Tại vì đây cặp trèo cũng nặng nhưng mà không nặng như ở Hà Tĩnh nha. Buồn chưa? Ngon không? Dạ. Ngon không? Ngon con ạ. Bộ uống gì đấy? Hôm nay cái dây đây vẫn về rồi. Bên kia? Cả lại chứ. Kinh Hu Thăng là tiếng anh quá nhưng mà đẹp. Vui quá nhỉ. Anh phải đi lên đến rồi. Lạnh quá nhỉ. Cái hỏi chủ. Hết lên chinh phục nóc nhà Đông Dương. Xin quý khách lưu ý, để đảm bảo an toàn, quý khách vui lòng không di chuyển trên tàu, không tự ý mở cửa, không dựa vào cửa kính tàu.